Xin chào mọi người và đặc biệt là các nàng Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với những cô nàng Mậu Ngọ về cái tử vi của năm Canh Tý năm 2020 và vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý. Một trong những cái năm mà xét về địa chi, tức là phần địa chi đó là Tý gặp Ngọ là lục xung, một năm báo hiệu gia đạo tình cảm không có được mấy suôn sẻ vui vẻ đối với người tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng. Có thể nói là vốn dĩ như mình hay trêu mọi người, ta nói là nam giáp dần thì lận đận tình duyên, nữ Mậu Ngọ là trung chiên vợ chồng, thì đa phần các người nữ Mậu Ngọ là những người khổ về tình cảm gia đạo, sổ việc chồng việc con. Không nói thật sự là khoảng 70% các bạn nữ Mậu Ngọ không được có cuộc sống hôn nhân gia đình trọn vẹn hạnh phúc. Đến giờ phút này thì cũng có nhiều người đã trải qua một hai đời chồng, đặc biệt là những người mà sinh vào cái tháng 5, tháng mùa hạ, những cái tháng mùa hạ và đặc biệt là tháng 5 và tháng 8 thì rõ ràng là nó không có nhiều tốt đẹp cho lắm về mặt tình cảm gia đạo. Người nữ Mậu Ngọ thì như đã nói là khổ về mặt tình cảm. Vì sao? Vì là yêu rất là thấm thiết, yêu rất là sâu đậm và hy sinh nhiều. Người Mậu Ngọ thì nữ mạng thì cái về mặt tình cảm đôi khi nó cuồng nhiệt quá và làm cho cái người mà làm cho những cái người mà yêu của mình, cái người chung sống với mình nó không được thoải mái. Thứ hai nữa là người Mậu Ngọ vốn dĩ là thiên tượng hỏa, cho nên hơi nóng tính, dẫn đến cái việc cái cuộc sống tình cảm gia đạo nó không được êm đẹp. Trừ một số người có học có hiểu biết thì họ biết khống chế cái tính bốc đồng của một cái người thiên tượng hỏa. Thứ hai nữa đó là được may số, được ông chồng ổng hợp tuổi hoặc là ổng biết chiều chuộng thì thôi, không có vấn đề gì. Thậm chí của mình có một người bạn nữ Mậu Ngọ, chồng cực kỳ chiều, nhưng mà tao không biết sao nữa, nói tự nhiên tao không biết sao nữa, tao muốn ở nó, tao cái ly gì. Thì cái đó là một trong những cái số của người đó phải như vậy. Dù rằng ly dị ra bây giờ về chỉ sống ăn chay niệm Phật đồ này kia bình thường thôi chứ không lấy chồng khác, nhưng mà cũng phải ly dị. Là số nó khó trọn vẹn về mặt tình cảm, sống thì khổ cực nhiều cho gia đình tình cảm nhưng mà cuối cùng chẳng có cái gì cả. Chữ Mậu mà. Rồi trở lại vấn đề chính là cái tử vi của năm Canh Tý, xem đối với người của mình nó sẽ ra sao. Người Mậu Ngọ thì gặp năm người mà nữ Mậu Ngọ đó thì là sẽ là những người sinh từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 cho đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Tại vì năm 79 là năm nhuận cho nên là nó hơi dài như vậy, nó hơi sớm. Với mạng thiên thượng hỏa và lửa trên trời, người cực kỳ nóng nảy. Không phải là tích lịch hỏa nha, thiên thượng hỏa là lửa của trời, khác tích lịch hỏa là lửa sinh ra từ sấm sét. Cho nên người thiên thượng hỏa này không sợ nước, không có nước nào dập tắt được cả. Cho nên chính vì vậy nam mạng này nóng tính kiểu này thì không sao, nhưng mà nữ mạng nóng tính kiểu này thì rất là thiệt thòi ở trong cái tình cảm gia đạo. Rồi như vậy thì xét về trụ mạng, năm Canh Tý là một năm thổ, như vậy mạng là mạng hỏa gặp năm thổ là sinh xuất. Xấu chủ về hao tài tốn cái sức khỏe, sức khỏe kém. Tuy nhiên là năm Canh Tý thì sao chủ của năm đối với người Mậu Ngọ nữ mạng là một cái sao rất là tốt, có thể nói là tốt nhất trong cả cái sao hạng từng năm. Sao chủ của từng năm đó là sao Thái Dương, một cái ngôi sao gọi là đem đến may mắn và danh lập tốt. Người Mậu Ngọ thì đã kết thúc cái đại hạn 10 năm ở cái năm Tuất rồi, chuyển qua bắt đầu từ năm Hợi này trở đi thì đã nằm trong đại vận, cho nên là được sao sao chủ của năm tương trợ tốt. Người ta nói sao Thái Âm á, là một cái sao hành hỏa, là hình ảnh của cái mặt trời á, rất là mạnh, chiếu sáng, cho nên là người có mạng hỏa
như là các nàng mậu ngọ là có cái sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều sự tốt lành, công danh thì đời hè an khang thịnh vượng. Năm mà có gặp hạn á, nếu mà mình nói là năm vô tam tai hay là cái gì đó mà có gặp hạn á, thì mà gặp sao thái dương á, chiếu thì công việc vẫn làm ăn phát đạt, chứ đừng nói là cái năm này mình không phải là năm hạn, chỉ là một cái năm hạn về địa chi, hạn về mặt tình cảm thôi, chứ còn không phải hạn về công việc làm ăn. Người ta nói sao thái dương mà chiếu vào cái năm tốt như thế này á, thì nếu mà người làm ở cái cơ quan hãng xưởng hoặc làm công sự nghiệp hành chính thì rất là dễ thăng quan tiến chức. Còn người làm kinh doanh thì công việc gặp nhiều may mắn. Đẹp nhất vẫn là tháng 6 và tháng 9. Hai tháng này người ta gọi là hai tháng đại kiếp của cái người mậu ngọ trong năm canh tí. À êm ha, thôi kệ nó gây gỗ, vốn dĩ đã không tốt đẹp về tình cảm rồi, có không tốt thêm chút nữa cũng không sao, nhưng mà đỡ đần hơn, tốt đẹp hơn về mặt công việc tài lộc là ngon. Hạn của năm canh tí đối với người mà mậu ngọ đó là hạn địa võng, là một cái hạn đem đến nhiều buồn phiền âu lo. Đôi khi buồn phiền âu lo thôi chứ còn chưa chắc gì chuyện đó đã xảy ra, chuyện đó đã người ta nói hạn địa võng chủ về chuyện buồn lòng trong tình cảm, chú ý lời ăn tiếng nói và cẩn thận, đặc biệt là cẩn thận là mình rất là dễ có tang ở trong năm này với cái chuyện buồn. Thì chuyện buồn của cái người lớn ở cái này đâu ngoài cái chuyện làm ăn ra, còn cái chuyện tang chế trong gia đình của mình mất mát một cái nỗi buồn phiền mà, đúng không? Công việc làm ăn gặp trở ngại nên cũng phải lao tâm khổ tứ mới giải quyết được, tức là có gặp trở ngại thì mình phải buồn phiền lo lắng rồi mình mới giải quyết, cái đó là hiển nhiên, đúng không? Vận niên thì là một vận niên rất là tốt, người ta nói vận niên là dương hồi ngàn, tức là dê về suối tốt. Hình tượng này đó là hình tượng con dê uống nước, uống được cái nguồn nước mát suối, được nghỉ ngơi. Báo hiệu đây là một năm được vận niên, công việc ít gặp trở ngại lớn, nhưng mà cẩn trọng tình cảm ha. Người gia đạo xào xáo do địa chi gặp lục xung, đó là Tý gặp Ngọ. Vận niên là tốt nhưng mà mình cũng phải xét những cái khác. Cái vận niên nói chung là cái năm được mùa để mình làm ăn. Cũng không phải là vận niên này chưa tốt bằng vận niên Long Ngộ Vân là rồng gặp mây bay nhảy nữa ha. Thôi dê khát nước xuống nước uống thôi là cũng đã làm mát rồi, cũng tốt rồi, cũng đỡ hơn là cẩu cuộn phong chó nó cắn rồi này kia ha. Thì thôi tốt một chút vậy cũng là ok rồi. Tiếp đến đó là Thiên Can. Thiên Can thì chữ Mậu gặp chữ Canh, xét về mặt tử vi đó, thì nó không xung không khắc, không có gì hết. Nhưng mà nạp âm ngũ hành của Canh là Kim, nạp âm ngũ hành của Mậu là Thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất. Thiên Can thì như đã nói đó, nó thường biểu hiện cho cái mấu chốt phần công việc và các cái tài lộc. Mà gặp bị sinh xuất như vậy đó, thì có thể nói là công việc tài lộc có sẽ gây ra hao tốn, hoặc là mình đầu tư, hoặc là nếu mình có mất mát tiền bạc thì nó không có quá lớn so với cái số tiền mình làm ra, cho nên là ok, không vấn đề. Bị sinh xuất một chút không sao đâu, con gì ăn mà không ẻ, đúng không? Địa chi thì rõ ràng như đã nói từ đầu là địa chi lục xung, Tý Ngọ Mẹo Dậu, Tý gặp Ngọ là lục xung. Khi mà gặp địa chi lục xung á, thì gia đạo tình cảm sẽ có những cái khó khăn nhất định, đặc biệt là các mối quan hệ, cả sự đồng nghiệp hoặc các mối quan hệ trong đó có gia đình rồi tình cảm các mối quan hệ của công việc không có được tốt đẹp cho lắm, dễ gây ra tiếng thị phi. Mình hồi nào mình có xét các sao ở bên trong mệnh thì mình thấy rằng là nó còn có đào hoa, coi chừng là chuyện dướng cái lục xung như vậy á, mệnh lại thêm cung mệnh có đào hoa thì coi chừng là cái người nào đó thương mình nhưng mà người ta có vợ hoặc là có chồng rồi tạo cho mình cái sự rắc rối mà mình không có mong muốn, dù rằng đây là cái chuyện mình còn chả có thương người ta, mình chả có gì hết, chỉ là bạn bè bình thường. Coi như cẩn thận vấn đề đó. Rồi, đó là cái tử vi nhìn sơ khởi bên ngoài.
xét về mạng, về thiên can, về vận niên, mọi thứ thì tương đối là một năm có nhiều cái sự tốt đẹp đối với người Mậu Ngọ. Chỉ cần phải để ý cái phần gia đạo tình cảm là chủ yếu. Sức khỏe mình nói là sức khỏe bị sinh xuất là xấu ít nhất trong cái những cái về bổn mạng, cho nên cũng không phải là một cái gì đó cần phải lo lắng nhiều, chủ yếu là về mặt tình cảm và gia đạo của mình. Đặc biệt các nàng nào mà có chồng mà xung tuổi đó, chồng mà nằm trong tứ hành xung hoặc là hai vợ chồng xung khắc nhau, thì năm nay nó nhờ cẩn thận coi chừng đưa đến cái việc ly tán. Rồi bây giờ thì xét xem các cung mệnh hay là cung nhị hợp là cung xung chiếu nó có cái phúc tinh nhiều không, hay là có phá bại tinh không. Đó, cái này mới là cái nội tại bên trong của một cái tử vi hàng năm. Rồi cung mệnh tử vi của năm 2020 á, thì đối với nữ Mậu Ngọ thì có các sao như là Quốc Ấn nè, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La. Ôi may quá, có ông tuần ông đi ông chặn lại. Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, đây là cái nhóm sao phải nói là phúc tinh không. Chỉ có lưu hà và Thiên La là cái rất dễ gặp. Nếu mà thiên la là một trong những cái họa của trời đó, hiểu nôm na là như vậy. Thiên La địa võng, họa của trời đó, lưu hà mà đi trước Thiên La đó. Lưu hà là sông nước thì cẩn thận đi đứng sông nước đối với nữ mạng ở trong cái cung mệnh của cái năm này, tức là mệnh của mình năm nay sẽ không tốt đẹp vì những cái việc đi trên nước, chơi trò chơi trên nước, những cái nguy hiểm từng nước gây ra, cho nên là cẩn thận. Còn người lại như Quốc Ấn nè là một cái trong những cái phúc tinh nói về quyền lực, nói về sự hanh thông. Được Long Trì, Đế Vượng, Tướng Quân là rất, thí dụ như người nào năm nay mà các bạn nữ đó mà làm ở trong môi trường công an hoặc là quân đội rất dễ thăng quan tiến chức. Rồi á là bên cạnh đó có Hoa Cái nhập cung mệnh, đây là một năm có thể nói thai nghén có nhiều tốt đẹp. 40 rồi nhưng mà vẫn thai nghén tốt đẹp không có gì hết nha. Đó là cái cung mệnh của mình. Còn cái cung xung chiếu á, thì có các sao như là Phượng Cát nè, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Có thể nói là cung xung chiếu có 50-50 những cái sao xấu và tốt. Với Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, đối với đây là cái cung xung chiếu nói nặng về những cái người mà đang độc thân. Thì mà Mậu Ngọ độc thân thì nhiều ha, dễ có cái chuyện là phục binh, mà phục binh là dễ có cái việc bệnh, giống như mình cứ tưởng tượng mình đang đi hành quân mà bị mai phục gì đó. Phục binh là bởi một điếu khách quả tú thì là ở một cái người cũng độc thân đem đến cho mình quả tú, cái này là người nữ chứ không phải nam. Là một người nữ độc thân đem đến cái họa cho mình ở trong cái việc mà không tốt đẹp này, đặc biệt là cái việc thai nghén luôn. Việc thai đi trước phục binh, điếu khách, quả tú. Thai nghén này nếu mà mình đi khám thì nếu như mình mà các bạn mà lỡ có thai trong tháng này thì nên đi khám bác sĩ nam chứ không nên khám bác sĩ nữ. Thôi kệ nó, thấy xấu thì mình cứ phòng cho nó an tâm, an cái bụng mình, đúng không? Rồi á là địa võng. Tuy nhiên á là rất may cho các nàng á, đỡ một điều á là các nàng có cả Phượng Cát và Giải Thần đi trước những cái sao này. Phượng Cát là một cái trong những cái ngôi sao đem đến cái phúc tinh, đem đến nhiều may mắn. Nó chỉ đem đến may mắn thôi, nó không có làm gì hết á. Nó đem may mắn thì hình như mình có nhiều may mắn thì mình phải phần nào vượt đi này. Nhưng mà đặc biệt có Giải Thần, một trong đệ nhất các sao chuyên đi hóa giải các cái phá và bại tinh. Trong này có phá bại tinh là phục binh nè, điếu khách, quả tú
và địa võng, tới bốn cái phá vào lại tinh. Tuy nhiên ông một mình ông giải thần, ông có thể giải quyết được mấy ông này, cho nên là chắc chắn chuyện nó sẽ có. Mình nói là đã phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh, nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc mình sống mà tạo được thôi, để mà vượt qua thôi. Thì mình chỉ nói là chuyện chắc chắn sẽ có xảy ra, nhưng dù sao đi nữa mình vẫn góp gọn lại hết, mình vẫn giải quyết được. Tự nên nhớ các nàng này là mình nhiều khi chuyện đó mình không có mà, đúng không? Cho nên là mình vẫn giải quyết được, nhờ ông giải thần, ông sẽ đi nuốt mấy cái sao xấu này và làm cho cái cung nhị hợp, bá quân, cái cung xung chiếu của mình nó giảm đi. Cung xung chiếu tức là cái cung nó sóng sắn của mình. À, mình là cung mệnh, là mình là cái nội tại bên mình, cung xung chiếu là cái sao của mệnh nó chiếu vào của mình hàng năm. À, cho nên là nó ít sao xấu, nó tốt nhiều thì là lợi cho mình. À, nó ít hung họa thì lợi cho mình. À, cung nhị hợp thì có các sao đào hoa, phúc đức, thiên hỷ, dưỡng. Đây là bộ sao mà chủ về cái nhiều cái tin vui về hỷ sự cưới sinh, có thể là con cái của mình có cưới sinh. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà các nàng nào mà độc thân có đào hoa đi trước phúc đức này thì chắc chắn sẽ có được tình cảm tốt đẹp. Dưỡng mà, nếu mà đã đi có thiên hỷ và dưỡng nữa thì là mối tình nó mới bắt đầu, mình phải trải nghiệm ra mới. Hy vọng rằng là cái sự khó khăn, cái sự nóng nảy của các nàng đến cái tuổi này thì cũng đã phần nào lùi bớt lại, biết cách khống chế lại. Nữ màu ngọ thường thì người ta nói ngựa là sắc vóc cũng tương đối là đẹp mã, tuy nhiên là không tốt về mặt da đồng, cảm thấy mình xấu, mà là tại vì mình hay nóng nảy lắm, mình nói mình không có nghĩ ngợi. Mà đàn ông mà, đúng không, một lần nóng nảy, hai lần nóng nảy thì họ chấp nhận, chứ mà nóng nảy như nhiều quá họ cũng không chịu được. Đàn ông dù gì cũng nữa muốn thích phụ nữ chí xíu bánh bèo nha, nhẹ nhàng một chút nó vẫn hơn. Rồi cung tam hợp, đó là cung nhị hợp. Còn cung tam hợp thì có các sao như là lộc tồn, bác sĩ, tràng sinh, bạch hổ và thái tuế. Một, đây là bộ sao chủ về việc làm không nên có sự thay đổi quá lớn. Thái tuế mà nhập cung tam hợp cẩn thận bị tiểu nhân chơi xấu. Lộc tồn thì có tiền tài, nếu như mà nói cung tam hợp như vậy thì vẫn có thể là có một năm công việc dễ sinh tài lộc. Bác sĩ, tràng sinh, tràng sinh đi sau bác sĩ thì là phải cẩn thận về mặt sức khỏe một chút xíu. Đặc biệt là bạch hổ với thái tuế đi sau cùng như vậy, rất dễ đem sự hung hại. Nhưng hãy nhớ rằng mình có một cái sao thái dương rất là mạnh mẽ ở phía đằng sau che chở, sẽ hy vọng rằng phần nào khống chế được cái khó khăn của cái bạch hổ và thái tuế nằm ở trong cung tam hợp của tử vi. Như vậy là mình đã tổng hợp những cái thông tin, những cái kiến thức cơ bản của cái cung mệnh, cung nhị hợp, cung tam hợp cũng như là cung xung chiếu của người mậu ngọ đối với năm canh tí. Cơ bản làm như thế này là mình có thể thống kê là tổng hợp là người mậu ngọ đối với năm canh tí là một năm tương đối tốt đẹp, phải nói là trên khá của tử vi về công việc làm ăn, tài lộc, sức khỏe, nhưng không tốt đẹp lắm về mặt gia đạo tình cảm. Cho nên nhớ cẩn thận, đừng có để cái sự gia đạo tình cảm của mình chi phối cái đầu óc của mình để mà làm ăn nó không được tốt đẹp. Mình hy vọng rằng những người mậu ngọ cùng tuổi mà gọi là đồng niên có nhiều cái tốt đẹp, nhưng mà cái năm nó đã tử vi của năm nó hiển thị. Rồi, đó là cái phần tổng hợp bên đầu. Bây giờ mình sẽ đi tính cái phần hạn 6 tháng đầu năm của cái người mậu ngọ đối với nữ mạng, đối với cái công việc tài lộc nó sẽ ra sao. Thì
trong cái tử vi hàng tháng thì mình sẽ chia ra ba cái mình dễ tính nhất, đó là mạng, thiên can địa chi. Và mạng là ảnh hưởng tới bổn mạng sức khỏe, thiên can ảnh hưởng đến công việc tài lộc, địa chi là tình cảm gia đạo. Mình chia ba cái như vậy, đối với mình đọc nhiều mình tổng hợp như vậy cho dễ hiểu, chứ còn mà nói thì tràn gian đại hải nói hoài cũng không hết chuyện. Rồi, tháng giêng của cái năm Canh Tý 2020 tức là tháng Mậu Dần. Mà tháng Mậu Dần là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là bổn mạng của mình tiếp tục bị sinh xuất. Năm là bị sinh xuất, năm cũng năm thổ mà, bổn mạng thổ luôn rồi, cho nên là sinh xuất, nên cẩn thận bổn mạng. Người ta nói hỏa sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe không được tốt, cẩn thận bổn mạng của mình. Tháng giêng là tháng ăn chơi, cho nên ăn chơi nó có trình tự, ăn chơi nó vừa thôi chứ đừng quá phí sức mà ảnh hưởng cái bổn mạng của mình. Thiên can thì chữ mậu nó đồng hành, bổn như vậy là công việc hanh thông, dễ thuận lợi, tiền tài được, cho nên là tháng giêng ok về công việc, không có việc gì xảy ra hết. Mới bắt đầu thì nó có một tháng người ta khởi đầu nó suôn sẻ như vậy là coi như cũng có tín hiệu vui. Địa chi Dần, tháng Dần gặp Ngọ là thuộc nhóm tam hợp. Dần Ngọ tức là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu mà còn cho những cái mối quan hệ xã hội trong công việc. Như vậy khởi đầu của năm Canh Tý là bằng một tháng rất là ok, gọi là chỉ phải để ý cái bổn mạng sức khỏe thôi, còn công việc và gia đạo không có việc gì xảy đến. Tháng thứ hai của năm Canh Tý 2020 tức là tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão tiếp tục là một tháng thổ, như vậy bổn mạng và sức khỏe cũng sẽ giống như tháng giêng, với hỏa sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất, cẩn thận về mặt sức khỏe một chút xíu. Hãy nên nhớ hai tháng thổ liên tiếp thì tháng thổ sau nó sẽ tác dụng xấu hơn cái tháng thổ trước, cho nên là nhớ cẩn thận ha. Thiên can Mậu Kỷ cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng gần giống như là tháng giêng, với công việc tài lộc không có vấn đề, mọi sự bắt đầu có khởi đầu khởi sắc vui vẻ. Địa chi Mão Ngọ, Tý Ngọ Mão, Mão Ngọ, Mão Ngọ, đây là nằm trong tứ hành xung, gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ có chút xào xáo, mà nó càng ở sát với nhau thì nó càng có nhiều cái sự xung khắc. Tý Ngọ là lục xung, Ngọ Mão thì không phải thuộc nhóm lục xung, nhưng mà nó sát nhau ở trong cái tứ hành xung thì nó cũng có nhiều cái xung khắc lắm. Cẩn thận về mặt gia đạo tình cảm, quan hệ đồng nghiệp đề phòng xáo trộn không có tốt đẹp lắm. Rồi, đó là tháng 2. Tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Canh Thìn. Tháng này lại là tháng Kim. Tháng Kim như vậy mệnh mình hỏa gặp tháng Kim là hỏa khắc Kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe tiếp tục không được tốt đẹp, cần cẩn trọng ha. Thiên can thì Canh Mậu không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của Canh, đây là tháng Canh, năm Canh, cho nên là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Mình nghĩ rằng là nếu là mình thì tháng này muốn đầu tư tiền ra thì mình sẽ lấy đầu tư ở trong tháng này, tại vì đường nào nó cũng tốn tài, nhưng mà không quá lớn, hoặc là tốn trong cái sự gọi là tính toán của mình, cho nên là ok ha. Địa chi thì Thìn Ngọ tự chủ bình hòa, không có xung cũng không có hợp, gia đạo tình cảm tốt đẹp, không có vấn đề, không có xấu như trong tháng 2. Ok, được ha. Rồi, tiếp đến đó là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ là tháng Kim. Như vậy, bổn mạng sức khỏe cũng sẽ giống như tháng 3, với hỏa khắc Kim, bổn mạng sức khỏe không được ok cho lắm, cần phải cẩn trọng. Có thể nói là nếu có bệnh có hoạn thì nó cũng uống vài viên thuốc là hết, nhưng mà cái gì nữa mình vẫn cẩn thận là vẫn hơn. Rồi, thiên can thì Tân Mậu không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, mọi thứ ok, không có vấn đề gì hết, nhưng nó cũng giống như là tháng Canh,
Canh Tân thì thuộc kim, Mậu là thuộc thổ, cho nên là gọi sinh xuất bổn, sinh xuất về nạp âm ngũ hành của thiên can rất dễ gây hao tốn về tài lộc nhưng không quá lớn, hoặc là nằm trong tập khống chế của mình. Địa chi tị ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy tháng 2, tháng 3 và tháng 4 khá giống nhau về mặt tử vi, về mặt vận thế. Cho nên là hai tháng này nếu mà muốn mình nói là đầu năm mình muốn đầu tư cái gì hay là sau đó thì đây là hai tháng rất là dễ đầu tư, rất thuận lợi để cho mình đầu tư, tại vì đường nào mình cũng tốt tiền mà. Rồi tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ là một tháng mộc. Như vậy mệnh, xét về mệnh là mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe. Và khi mà bản mệnh được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, nó phát huy cái tác dụng tốt nhiều. Và nên nhớ là năm nay phúc tinh tài tinh của mình rất là nhiều, đặc biệt là giải thần, khi được cái tháng tương sinh này giải thần sẽ phát huy hết tác dụng và đi khống chế mấy cái phá và bại tinh, đặc biệt là khống chế thái tuế và bạch hổ, không cho thái tuế và bạch hổ hoành hành làm ra cái hao tốn cho mình. Cái ở cái cung mà tam hợp đó, đó là các cái đối tác làm ăn, nó gần gần mình mường tượng nó là đối tác làm ăn, đồ này kia nó gây cái khó khăn cho mình. Nhưng mà nếu như mà vào tháng 5 rồi thì mình có cái sự sung mãn của cái bổn mạng sẽ phần nào nó khống chế đi, để cho phá và bại tinh bị yếu đi và phúc tinh tài tinh nó mạnh lên thì nó rất là dễ tốt đẹp. Tuy nhiên là tháng này là tháng tuổi, tháng này xét về địa chi là tháng tuổi ngọ gặp ngọ, thì nó là năm sinh tháng tuổi, gia đạo cẩn thận, không được vui vẻ, đặc biệt là tình cảm gia đạo của mình. Tình cảm gia đạo không có nghĩa là chỉ có vợ chồng đâu ha, có thể con cái, cha mẹ, anh em, đó, nhiều thứ như vậy. Thiên can thì chữ Mậu nó khác chữ Nhâm, chữ Mậu của Mậu Ngọ nó khác chữ Nhâm. Thiên can khắc tháng, công việc gặp nhiều cái chống phá, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng ở trong công việc. Nên nhớ là mình dù chắc chắn là nó sẽ có những cái trục trặc, trục trặc ở trong công việc ở trong tháng này, nhưng dù sao đi nữa vẫn đỡ là mình khắc tháng chứ không phải tháng khắc mình. Hy vọng rằng với cái sự tương sinh của bổn mạng, phúc tinh và tài tinh nó phát huy hết tác dụng để mà nó phần nào khống chế bớt, làm giảm bớt cái sự hung hại của cả phần thiên can và địa chi của tháng xấu hết hai cái mà tác dụng lên cái bổn mạng tử vi của mình. Rồi tiếp tục là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi tức là tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý, mà tháng Quý Mùi á lại tiếp tục là một tháng mộc, mà tháng Quý Mùi là được tương sinh về bổn mạng, tốt về sức khỏe, tốt về tài lộc, tốt về cái chuyện mà phúc tinh và tài bại, phúc tinh và phá, khống chế phá và bại tinh. Rồi á là như đã nói á, ở trong phần đầu á, là hai tháng đó là tháng 9 và tháng tháng 6 và tháng 9 là hai tháng đại kiếp. Tại sao đại kiếp? Bây giờ nhìn vô là mình sẽ giải thích cho tại sao nó đại kiếp. Vì đơn giản là thiên can Mậu hợp quỷ. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, rất là tốt cho công danh tài lộc. Một cái bổn mạng tương sinh, thiên can ngũ hợp, địa chi Mùi gặp ngọ là thuộc nhóm lục hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn tốt cho cả công việc. Rõ ràng đúng không? Bổn mạng tương sinh, phúc tinh, tài tinh được tốt. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc rất là dễ sinh sôi. Địa chi thì lục hợp, mình không thể nào nói rằng có cái tháng nào tốt hơn cái tháng như thế này được đối với người Mậu Ngọ ở trong năm Canh Tý. Cho nên không thể nào mà không có tài lộc, không có cái sự thu hoạch. Như vậy là tháng 3, tháng 4 thì mình nên đầu tư ra, tại vì nó sinh xuất mà. Tháng 5 là mình cày, mình cố gắng để mình mọi chuyện cho nó xuống. Tới tháng 6 mình thu hoạch để mình nghỉ ngơi, đi chơi bài với con cái hè, đúng không? Đó là một điều rất là tích cực. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ với mọi người xong cái phần tử vi của năm Canh Tý 2020, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý 2020 đối với những người nữ Mậu Ngọ. Một trong những cái người mình có thể nói rằng tử vi của năm Canh Tý, dù là năm gặp địa chi lục xung, nhưng là một năm tốt về tài lộc.
và công danh sự nghiệp. Hy vọng rằng với những cái thông tin vừa rồi sẽ là cái hành trang nhỏ giúp cho các nàng tự tin và có được cái thành công nhất định ở trong cái năm Canh Tý, báo hiệu nhiều cái sự không tốt đẹp về gia đạo tình cảm. Hy vọng nó giúp cho mọi người thật nhiều ở trong cái khía cạnh cuộc sống và tình cảm. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi hoặc là Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân, anh em trong nhà. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!